Rất nhiều người muốn thay đổi công việc hiện tại để theo đuổi thứ họ thực sự đam mê. Bạn có biết họ tìm kiếm điều gì không? Họ tìm kiếm một cách thức khác để vừa tạo ra tài chính cho mình và tạo ra giá trị cho cuộc đời. Họ không muốn sống một cuộc đời quá nhỏ bé so với những tiềm năng đích thực trong họ. Và điều họ thực sự khao khát, đó là được làm một công việc khiến họ thấy hạnh phúc và truyền cảm hứng được cho những người xung quanh. Một điều họ sinh ra để làm và thành công theo cách của riêng họ. Xin chào các bạn, tôi là Ruby Nguyễn, cố vấn kinh doanh và chuyên gia nhân hiệu tại Anh Quốc. Tôi giúp phụ nữ khám phá ra viên ngọc bên trong họ để làm giàu cho mình và làm đẹp cho đời. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà cuối cùng bạn cũng được làm công việc bạn thực sự đam mê và thuộc về. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn biết cách đóng gói những kiến thức, những kỹ năng, những trải nghiệm, thậm chí câu chuyện của bạn trở thành một sản phẩm có 102 và cho bạn một nguồn thu nhập bền vững. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà mỗi sáng thức dậy có hàng trăm những bình luận dưới mỗi bài bạn viết? Cảm ơn bạn vì bạn đã truyền cảm hứng cho họ. Và bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà bạn biết cách xuất hiện một cách chân thực, tạo ra những giá trị chân thành, làm giàu cho mình và cho thế giới quanh bạn? Đây không phải chỉ là một giấc mơ, mà đây hoàn toàn là một thực tế của một nghề mới mà tôi gọi là nghề truyền cảm hứng. Chắc bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người kinh doanh thành công dựa trên việc chia sẻ đam mê, kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm của họ. Và bạn băn khoăn không biết họ làm thế nào để có thể thành công như vậy phải không? Và quan trọng hơn, đó là làm thế nào để chính bạn cũng có thể làm được điều đó, tạo ra một nguồn tài chính bền vững dồi dào cho bản thân và cho những người thân yêu trong cuộc sống của bạn từ chính công việc bạn yêu thích. Bạn biết không, khi tôi mới bắt đầu công việc hiện tại của mình, tôi thiếu đủ thứ, thiếu tự tin, thiếu vốn đầu tư, thiếu cả một định hướng. Qua rất nhiều nỗ lực và cả những bài học đắt giá, thì tôi đã từng bước xây dựng cho mình một sự nghiệp dựa trên những giá trị cốt lõi nhất của bản thân và những thế mạnh lớn nhất của chính mình. Và tôi làm được điều đó chỉ với một chiếc laptop, một khao khát học hỏi phát triển bản thân không ngừng và một đam mê muốn tạo ra những điều khác biệt cho cuộc sống này. Và trong hành trình đó, tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Năm 2019, tôi trở thành một trong 10 nữ doanh nhân mới có tác động tích cực tới xã hội tại Anh Quốc và là một diễn giả truyền cảm hứng xuất sắc nhất do Speak Up Challenge bình chọn. Tôi có may mắn được đi nhiều nơi để kể câu chuyện của mình và các học trò của tôi tính đến nay đã đến từ 12 quốc gia và 3 châu lục trên thế giới. Nào, tôi không chia sẻ những điều này để khoe khoang thành tích với bạn, mà chỉ để chỉ cho bạn thấy một điều rằng, nếu như tôi, một cô gái đã từng cảm thấy lạc lõng, tự ti, thiếu tiền, thiếu quan hệ, thiếu cả định hướng mà còn có thể làm được, thì tôi tin chắc chắn rằng bạn cũng sẽ làm được. Và tôi biết bạn đang tự hỏi, vậy bước tiếp theo là gì? Làm thế nào để có thể trở thành người truyền cảm hứng, làm giàu cho bản thân và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh phải không nào? Đây chính là nội dung của workshop Người Truyền Cảm Hứng, một workshop online hoàn toàn miễn phí mà tôi sẽ dành tặng cho các bạn. Nếu như bạn đang mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng thông qua công việc coaching, huấn luyện, đào tạo, làm diễn giả hay đơn giản chỉ là để chia sẻ kiến thức và đam mê của mình, thì workshop này chắc chắn dành cho bạn. Workshop Người Truyền Cảm Hứng sẽ diễn ra trong vòng một tuần và tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn từng bước để có thể giúp bạn xác định giá trị độc đáo chỉ bạn mới có. Định vị bản thân như một chuyên gia, xây dựng một cộng đồng những người theo dõi, yêu mến bạn và chờ đợi được nhận giá trị từ bạn. Làm sao để biết bạn đã sẵn sàng để trở thành một người truyền cảm hứng? Và câu chuyện về cách mà tôi đã xây dựng một nhân hiệu cho bản thân mình và trở thành người truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn người tại Việt Nam chỉ trong 9 tháng. Đây sẽ là một workshop vô cùng giá trị, nơi bạn sẽ được trực tiếp học những kiến thức, làm bài tập và nhận ngay kết quả, chứ không phải là một chương trình truyền giảng kiến thức một chiều. Workshop này sẽ trao cho bạn một công thức mà tôi đã đúc kết từ nhiều năm làm việc với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực coaching, đào tạo, truyền cảm hứng. Và đây cũng chính là công thức mà tôi đã áp dụng cho chính bản thân mình và các học trò của tôi trên nhiều nước trên thế giới. Workshop này sẽ thực sự thay đổi bạn nếu như bạn tham gia nó với một thái độ nghiêm túc và hết mình. Và câu hỏi tôi dành cho bạn lúc này đó là liệu bạn có sẵn sàng để đầu tư chỉ một tuần thôi của cuộc đời mình để học nghề truyền cảm hứng chứ? Nếu câu trả lời là có thì hãy điền ngay tên và địa chỉ email của bạn vào đường link ngay dưới video này để nhận tài liệu chuẩn bị cho workshop này nhé. Tất cả hoàn toàn miễn phí, thứ duy nhất tôi mong muốn nhận lại được ở bạn đó là một thái độ tham gia nghiêm túc và cam kết hành động. Hẹn gặp các bạn tại workshop Người Truyền Cảm Hứng. Bạn mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng,
dùng chính những kiến thức, những trải nghiệm của mình để làm giàu cho bản thân và tạo ra giá trị cho cuộc đời. Nếu đó là bạn, chào mừng bạn tới với workshop trực tuyến Nghề Truyền Cảm Hứng, hoàn toàn miễn phí. Cách duy nhất để có thể học workshop này là tham gia vào nhóm Facebook Đánh Thức Viên Ngọc Trong Bạn, nơi sẽ diễn ra 9 buổi chia sẻ vô cùng giá trị này. Nhân đây mình gửi một lời tri ân sâu sắc nhất với team Truyền Cảm Hứng đã giúp cho mình một cái nghị lực mạnh mẽ để dám đối diện với thực tế. Em cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn trong việc ra quyết định sẽ là người truyền cảm hứng. 4 ngày tham gia cộng đồng của mình thôi, nhưng mà dường như là em đã tìm được con đường đi cho riêng mình. Cái cảm nhận sâu sắc nhất động lại trong mình giây phút hiện tại đó chính là dường như là mình đã tiến gần hơn đến cái con người khổng lồ ở bên trong mình. Mỗi bài giảng, mỗi bài chia sẻ là tiếng chuông đã đánh thức người khổng lồ trong tôi thức dậy. Workshop Truyền Cảm Hứng thực sự đã thay đổi lại tư duy của Nguyễn một lần nữa, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để Nguyễn can đảm hơn, tự tin hơn, vững tâm hơn để tiếp tục cống hiến giá trị cuộc đời mình cho cộng đồng. Đã đến lúc bạn xuất hiện như một người truyền cảm hứng bạn hằng mơ ước và đem lại những giá trị mà chỉ bạn mới có thể tạo ra.